Mến chào quý cô chú, các anh chị, các bạn và các em nhỏ đang coi video trên kênh Bếp Nhà MB. Bữa nay thì cùng mình làm món bánh canh phồng tôm nha. Một món ăn rất là đơn giản mà lại ngon nữa. Trước tiên thì mình sẽ đem bánh phồng tôm ngâm trước. Ở đây thì mình sử dụng 100g phù hợp với hai người ăn. Mình ngâm trong khoảng 30 phút nha. Kế đó thì mình sơ chế nấm. Cắt bỏ chân nấm và các chất dơ xung quanh. Nấm rơm thường rất nhiều đất và chất dơ. Nếu không sơ chế kỹ thì sẽ không thể ăn được. Và mọi người nhớ lựa nấm còn nguyên như vậy thì ăn sẽ ngọt hơn, đừng lựa nấm đã nở nha. Mình sẽ rửa qua vài nước và sau đó ngâm cùng với nước rửa rau củ để loại bỏ tàn dư của thuốc và đất dơ. Ngâm tầm 5-10 phút rồi vớt ra và rửa thêm một lần nữa là xong. Nước rửa này thì có thể pha loãng rồi đem tưới cây vì sản phẩm được lên men 100% từ trái thơm. Nhà mình thì cũng rất tin dùng sản phẩm này. Kế đó thì mình sẽ bằm tỏi để chút nữa xào với đầu tôm nha. Cắt thêm một chút hành ngò để bánh canh được thơm ngon hơn nữa. Nếu ai không ăn được thì có thể bỏ qua. Nấm đã ráo nước thì mình sẽ cắt đôi rồi bỏ qua một bên luôn. Nếu không mua được nấm thì mọi người có thể dùng cà rốt, củ cải để tạo độ ngọt cho món canh này nha. Mình có mua thêm chả cá, cắt thêm vào để món ăn được thơm ngon hơn. Ai không thích thì có thể bỏ qua luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ sơ chế tôm, dùng tôm thẻ, tôm sú hay là tôm càng đều ngon nha. Mình sẽ lột bỏ đầu qua một bên để chút nữa nấu nước dùng thì nước dùng sẽ đậm đà và ngọt hơn. Trên đầu tôm thì có phần gạch, phần não và bao tử tôm. Mọi người nhớ giữ lại phần gạch để tạo màu cho nước dùng và để nước dùng được thơm ngon hơn nha. Nhớ loại bỏ phần não và bao tử tôm vì ở đó chứa rất nhiều kim loại nặng luôn. Mình sẽ rạch sống lưng con tôm để lấy hết chỉ ra, phần này cũng rất là dơ. Rồi mình sẽ đem rửa lại với nước, pha với một chút nước ngâm rau củ giúp khử bớt mùi tanh và sạch tôm hơn. Tôm vẫn giữ được độ ngon vốn có. Mình sẽ rửa qua một lần nước lọc nữa rồi để ráo. Mọi người nhìn nè, đĩa tôm rất là tươi ngon luôn. Phần đầu tôm này mình cũng sẽ rửa qua nước cho sạch. Mình thêm 2 muỗng canh dầu điều để tạo màu. Sau đó cho tỏi bằm vào xào thiệt là thơm. Rồi cho thêm đầu tôm vào nữa. Lúc này thì mùi đã thơm lắm rồi. Mình thêm một lít nước vào và nấu tầm 10 phút cho vị ngọt ở đầu tôm được ra hết. Trong lúc chờ đợi thì mình cũng đi luộc trứng cút. Số lượng thì tùy vào số người ăn mà mọi người thêm hoặc bớt nha. Sau khi lột xong thì mình cũng rửa sạch với nước và để ráo. Nước đầu tôm của mình đã được rồi. Bây giờ mình sẽ vớt hết đầu tôm ra rồi nêm nếm cho vừa ăn.
Với 1 lít nước nấu sắc xuống còn 800ml nước dùng thì mình nêm tầm 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng canh mắm và một ít hạt nêm. Mọi người nhớ vớt bọt ra nha. Mình sẽ cho nấm vào nấu thêm 5 phút nữa. Nấm cũng sẽ tạo độ ngọt thanh cho nước lèo. Sau đó mình cho bánh phồng tôm đã ngâm sẵn vào nồi, rồi nấu thêm tầm 3 đến 5 phút nữa là bánh phồng tôm sẽ chín. Mọi người lưu ý không nên nấu thời gian quá lâu, bánh phồng tôm sẽ bị mềm và vụn nha. Rồi mình sẽ cho thêm chả cá, trứng cút và sau đó là tôm vào. Nấu thêm một chút nữa là tôm sẽ chín. Nhớ vớt bọt thường xuyên nha, để món ăn được thơm ngon hơn. Tôm đã chín thì mình sẽ cho thêm một chút bột năng pha với nước vào để tạo độ sệt cho bánh canh. Cho từ từ để canh độ sệt mong muốn. Rắc thêm chút hành ngò và múc ra tô thưởng thức thôi. Mùi thơm quá chừng luôn. Với phần bánh phồng tôm 100g thì đủ cho 2 người ăn. Nếu nhà đông người thì mọi người nhớ nhân lên nha. Nhớ thêm chút hành ngò và tiêu để bánh canh được dậy mùi hơn. Mùi vị rất là thơm ngon và vừa ăn luôn. Theo mình cảm nhận còn ngon hơn là ở ngoài quán nữa. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha.